độc lạ, thủ môn giả vờ ngất xỉu để tránh thẻ đỏ và ký kết. Tình huống tránh thẻ đỏ kinh điển này diễn ra trong trận đấu giữa Barcelona tiếp đón Atlético Nacional trong khuôn khổ Cúp Nam Mỹ 2015. Những phút cuối trận, thủ thành Massimo Banguera đã băng ra phạm lỗi với tiền đạo Jonathan Copete trong một pha phản công của đội khách, và trọng tài đã rút thẻ đỏ với Massimo Banguera. Nhưng khi ông đến gần thủ môn này để rút thẻ phạt thì phát hiện anh đang nằm ngất ở trên sân. Mặc cho trọng tài đánh thức, Banguera vẫn nằm ở trên sân. Gần 2 phút sau thì thủ môn này bất ngờ tỉnh lại khi mà các nhân viên y tế đã vào sân. Dù cố gắng diễn kịch nhưng cuối cùng thì Banguera cũng không qua mắt được trọng tài. Thủ môn của Barcelona vẫn phải nhận thẻ đỏ.